bà ở con là lời dương cho riêng tham gia khác nhóm cứ ở tầng này chẳng ai tí bổng vốn bà nơi khang khai bần tiên miền chơi đời này và tại riêng đi cứ tiện tôn tầng nâng xâm ram thì thôi cứ thà ở toàn đạch ở toàn sáng tế cái nhà đại chân nà ý bần dây dương xin mẹ cái nhà đại chân nà sau khơi thà phải hà xâm ram đi hẹt ấy bần nâng khiêm xa khơi thà phẩm mà nạp tật thao sơ tay một khai hai đồ sơn khơi thà phải hà xâm ram đi miền tràn miền tên bị khang khát bằng tiền miền chảy một nắng nữa bà. Nơi còn phải bắt cho bà tam đến khi nhóm trăm bỏ ra miền để miền sơ tài ra sắp ra nụ bà. Như bánh hào sầm ram bị sọc mùi tờ sọc mùi bị phùm mùi tờ phùm mùi bị miền bánh hào sầm ram chà. Bà sẽ ra áp tranh thì áp miền cả lãnh tộc sầm ram để trâm trời rưu mùi và cầm tích sầm ram năng trao lợi bị chia phô rộp miền ở rộm tham miền phá sọc hợp hiệp rưu mùi có rụt nơi đó sọc sáng cứ đó sẽ ra áp toàn tranh thì chà. Ê chung ngò là sầm ram yêu mình đáng á cái lưu tha khang nơi bầu phai nó lưu ổng như đây năng chọp thật thay cho băng mình ai cho đạ sầm ram bán cũng đáng ta dư nông chùm điệp chung lời năng tha bánh hà sầm ram năng nâng update dạo nào mà to tiệt bà tôn tân nương bồng ôn chia bờ rót proman phum cá ba bà bồng ôn chia bờ rót nơi phum cá ba sien muối sông cát còng bồi bẹt mà nằm khné to ba sông ao nhà thố chui rốt đầm sải rương sầm ram đà cầm hồn promo sầm ram cleaner tóc cháo rồi dạ bưởi bảy khai hói mình khơi một promo thuê ao miên thôn clan soi quỳnh phum cả to ba ní ban cái nào được bật ngày tì đập ở sầm to ba nơi bật ngày tì mà phơi bằng pí khai to lá cho năm pí pon đập bằng pí ní đã thân nơi mộc sala riên Britain bộ rốt ban ở đăng thà bộ quạt ban bong lui bị chạm khai bị chạm chín năm ao tới cầm hồn bồi bài cleaner tại cầm hồn khai lứa ban tục sầm ram cháo cô đôi cồn phun nụm rồi dạ bưởi bảy khai mỏ hói mình mộc promo tục ao miên clan soi chạy chạp rồi lui rui cơ ba kêu chỉ chân bà bò đó sọc phía bà bò bò quạt kia bì xe xâm rám chỉ chân anh trời bán cô cháu nửa mốc xả là riêng bì tón khá nông cổ rộng bòi bạch tèm đồn bà chìa bà rốt xâm nông bò ai lúc áp bà cổ rộng chùi rộng đồng nọ xả rái chùi bình luyện ai cổ rộng hôn dọc lùi bò quạt và cổ rộng hôn đa dọc lùi bì bò quạt mốc bà mô xâm rám chân chì mốc tía nâng mốc xả là riêng phong rùa xâm rám xói thưa ai đây mần xong mà chạy phong này tha bánh hà xâm ràm là cổng bồi bạch nơi tái chia bánh hà dàng thông thông rồi bọc chia bà rọt tu bây chia cần lô mốc chia bà rọt tu ca to ba tràn được chẳng là cái đấy cô ở nhà thô hạ đôi chia phùng miên nằm nó sẵn xong rung chun phụ quạt nửa lòi chạy sẵn ca bị ngay ti một phẩy bì khai tô la chân nam bì quan đọc bằng phí trong nói ti liền chạy xâm ràm đã thân nơi phông tu bằng rầu xong cặp xa cần đá và chia bà rọt ba nông phân tô ba nâng cái bỏ lại bắt đạch lớn mần áo rụt dân đặc sầm ráp cho lòng cắt dô tới chạm nơi các bài phố mới rồi bỏ phụ quát bằng tổ tiên. Hồi bỏ màn chiếc bầy khai mùn, phụ quát của thua bàn tổ và đòi bàn chạm đấy đàm bằng cú nâng đọt con lan bật lớn hôm nay. Cả đòi mô cầm hốn của dô sầm ráp tới chạm nơi phung prì cục rồi hôn đòi miền ca tổ và bì chiếc bỏ nơi phung prì cục đá nút. Cô khang cầm hốn khi miền chùm rước bàn rút một chạm nơi phung tuôn bằng rồ bình. Tại lời ní vậy đã can tay thôn thơ thì nút đòi vươn kia bà rốt nữ không có bà spiên mùi cái đông bồi bài tèm đỏ mà không có bà spiên mùi nó cứ tăng là hai ta trong mà cần đạc còn bồi bài tèm đỏ kể nhà đây chân nào bà dây cho dây chúng ngò lại trong chung lành đi này tha vì muốn nắng tí liên chạy xâm rãm nước nơi khang không tui bằng râu và tại đôi xa tại phong tục tu bổ rồi nó chia bổ rót của ca tàu vá ru ấy cả lòng máu ở thiên nắm của thua bàn sai đẻ tại tàu tận nâng sầm ram soi phần phung và bên phung trong phung tu bổ rồi nó chẳng bận to pi chia bổ rót qua thua ca tàu vá lực thì mùi nó đốt còn làn bật phơi hai hàng cầm hôn phần một sầm ram cô mình chấm nước cô tới chạm nữ không bị cúp và bận to pi không bị cúp chia bổ rót hàng không bị cúp thua ca tàu vá cô rút máu phong tu bờ bên mà hơi ngay trong cái đó phong tu bờ quạt tô ba trong cái đó kiểu quạt cài play và cài play nó cứ và đặt play mà nó rút dân đặc sản làm cho một trận được phong mà bỏ quạt ấy đọc bừa lời nắng nước hàng ở phong các bà viên mùi chẳng ở vậy đã cho ngon nó một con chia bớt quạt cái quạt cho ngon rằng mà chết mấy bạn ở còn bồi bài tăng mũ hay đi bạn ở hồ cái này đã sản làm khơi mà nếu cứ chia trồng ngò
បាទថាខាងរដ្ឋបាលខេត្តក៏គាត់ខិតខំរកដំណោះស្រាយដែរហើយគាត់ថាគោលដៅដែលត្រូវទុកសម្រាប់ហ្នឹងគឺនៅភូមិទួលបរោប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើភូមិទួលបរោជាបរដ្ឋគាត់តវ៉ាផ្ទុះការតវ៉ាខ្លាំងហើយមានតែសំផ្អាកដល់សំផ្អាកអ្វីដែលជាបញ្ហាក្រុងប៉ោយប៉ែតកំពុងតែខ្លាយជាគេហៅថាក្រុងសម្រាមទៅហើយព្រោះអីដោយសារតែទៅចាក់ទៅនៅភូមិណាក៏អត់បានបាទនេះគឺជាបញ្ហាចាចាបញ្ហានៅប៉ោយប៉ែតដូចជាមកតាមនាងខ្ញុំតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងធានអមលោកស្រុនហាក់បីដូចជាមិនដាច់ស្អប់ពីរឿងមួយចូលទៅរឿងមួយចេញពីច្រកព្រំដែនចេញពីចាំខាង license ខាងស្ទះបាត់ផ្លូវសបត់ចូលទៅផ្សាររុងឃ្លឿក៏ដូចជាបញ្ហាសម្រាមជាពិសេសបញ្ហាចោតនេះគឺបញ្ហាសម្រាមទៅហើយឃើញថាពលមួយរយៈមុននៅខាងពជាពលរដ្ឋនៅខាងណាទេដែលគាត់ញ៉ាំបាយដាក់មុងលោកជំនចាំទេនៅខាងខាត់ទីមានជ័យយ៉ាងណាចាខាងភូមិទួលបរោចាឃើញថាបញ្ហានេះពិតជាលំបាកមែនទែនបើសិនជាសូមបីតបងប្អូនទូទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានបើសិនជាស្ដាប់ហើយសមាសម័យឬមួយក៏គិតថាស្ថានភាពដែលគាត់ញ៉ាំបាយដាក់មុងឬមួយក៏មើលទៅស្ថានភាពដែលខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះសួរថាអារម្មណ៍និងសុខភាពរបស់បងប្អូននោះយ៉ាងម៉េចជាពិសេសកុមារាកុមារីក្មេងៗដែលពួកគាត់ងាយនឹងទទួលនៅមេរោគឆ្លងក៏ដូចជាជំងឺផ្សេងៗហ្នឹងណាបាទអរគុណឥឡូវយើងចេះយើងស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិនៅភូមិក្បាលស្ពានមួយតិចដែលកន្លងមកបងប្អូនប្រិមិត្តគាត់ធ្លាប់ស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ជាប្រវត្តិនៅភូមិទួលបរោនិងភូមិព្រៃគប់ឥឡូវដល់វឿនជាប្រវត្តិនៅភូមិក្បាលស្ពានមួយម្ដងបាទបងប្អូនទស្សនិកជនសូមតាមដានអស់គ្នាបានមកយកទេពួកយើងខ្ញុំនឹងនាំគ្នាទៅដល់ច្បាយក្នុងថ្ងៃទៅទៅយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យដោះស្រាយសំឡាមណាអញ្ចឹងចាពួកឯងវាឈឺក្មេងចាស់ច្រើនណាសូមឲ្យជួយធ្វើម៉េចជួយដឹកជូនថាដែលតមីថាដឹកសរាមយកលុយពជាប្រវត្តិដែលបងឲ្យហើយនឹងថាដឹកឲ្យស្អាតចង់បានភូមិឋានល្អភូមិឃុំល្អបរិស្ថានល្អនឹងឲ្យដឹកឲ្យស្អាតទៅកុំឲ្យទុកស្អុយអញ្ចឹងស្អុយណាណោះកូនចៅចូលពេទ្យរាល់ថ្ងៃទេបើអត់លទ្ធភាពដោះចុះមិនចង់បានទេក្រុមហ៊ុនណាលួយអញ្ចឹងស្អុយពេញភូមិអ្នកស្រុកក៏ឈឺដែរកូនចៅក៏ឈឺដែរហើយម្យ៉ាងយើងពិបាកខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំត្រង់ទីស្នាក់ការខ្ញុំទៅប្រែខ្ញុំទៅថាំងឲ្យលេខអ្នកដឹកសរាមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវឡានសរាមមកយកទេពួកយើងខ្ញុំនឹងនាំគ្នាទៅដល់ច្បាយក្នុងថ្ងៃទៅទៅយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យដោះស្រាយសំឡាមណាអញ្ចឹងចាពួកឯងវាឈឺក្មេងចាស់ច្រើនណាសូមឲ្យជួយធ្វើម៉េចជួយដឹកជូនថាដែលតមីថាដឹកសរាមយកលុយពជាប្រជាប្រដ្ឋដែលបងឲ្យហើយនឹងថាដឹកឲ្យស្អាតចង់បានភូមិឋានល្អភូមិឃុំល្អបរិស្ថានល្អនឹងឲ្យដឹកឲ្យស្អាតទៅកុំឲ្យទុកស្អុយអញ្ចឹងស្អុយណាណោះកូនចៅចូលពេទ្យរាល់ថ្ងៃទេបើអត់លទ្ធភាពដោះចុះមិនចង់បានទេក្រុមហ៊ុនណាលួយអញ្ចឹងស្អុយពេញភូមិអ្នកស្រុកក៏ឈឺដែរកូនចៅក៏ឈឺដែរហើយម្យ៉ាងយើងពិបាកខ្ញុំខឹងខ្ញុំខឹងខ្ញុំត្រង់ទីស្នាក់ការខ្ញុំទៅប្រែខ្ញុំទៅថាំងឲ្យលេខអ្នកដឹកសរាមអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវឡានសរាមមកយកចាឃើញថាជាសំណូមពរពីបងប្អូនប្រជាសូមលោកអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តតលសូមមេត្តាជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផងបើសិនជាឈានទៅដល់ការចុះផ្សាយព័ត៌មានពី TNM ស្ទើរតែរាល់សប្តាហ៍ទៅហើយបងប្អូនទូទាំងប្រជាជនជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៅកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាសសូមមេត្តាឈឺឆ្អាលក៏ដូចជាកលេសឃើញពីទុកលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតផងចាសបាទឃើញថាលោកអ៊ំស្រីអមាញ់មិញ TNM ធ្វើការសម្ភាសន៍គាត់ថាបងគ្រូសាគាត់ឈឺនៅពេទ្យបាទអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ថាឈឺនឹងដបងពីមុនមកមិនដាឈឺអញ្ចឹងទេតែតាំងពីអ្វីដែលគាត់សង្កល់ខ្លាំងគេថាតាំងពីសម្រាប់គោមានធំក្លិនស្អុយមកគេថាគ្រូសាគាត់ឈឺម្ដងមួយឈឺម្ដងមួយចប់ពេទ្យបាទអញ្ចឹងមិនមែនដល់គាត់ថ្នាក់ឲ្យបាទទាំងកូនក្មេងទាំងអីលើកបដាប្រពន្ធណានីទេបាទលើកបដាហ្នឹងគឺសូមឲ្យអាញាធរខេតជួយបាទជួយសម្រួលសម្រាមបាទជួយពលឿននៅរោគដំណោះស្រាយបើតាមយើងមិនមែនចោទថាលោកអបាខែគាត់មិនរវល់ក៏មិនរោគក៏មិនខត់រោគដំណោះស្រាយគាត់ខំរោគក៏តែបើសិនជាការរោគរបស់គាត់មានការយឺតយ៉ាវមានន័យថាសម្រាមានកន្តកោហើយក្លិនគួរកន្តស្អុយអញ្ចឹងអ្វីដែលកាន់តែជាធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់ពិបាករស់នៅខាងណាគាត់នៅមិនបើតាំងថ្ងៃទាំងយប់ដកដង្ហែមកធុំក្លិនស្អុយតែសម្រាមបាទអញ្ចឹងសួរថាតើអារម្មណ៍មកថាយើង
ta ai luôn nơi bàn mặt bờ sân chia than nơi đồng bon muối phục quanh ta đói phục phục sẽ em chờ bà ni cư chia pa nhà ha hơi bờ dây pi được tha được làm đã đá chọc từ lừa còn bồi bẹt chừng đang than quạt ở đây rồi cô đây thở pan thở thay rồi cô giang mấy cái tiêu quạt rồi cả lại chạm sầm ra mình khơi giang na cô ra rồi tôi ba khai bà bờ dây tới ta quạt đã chia thân đã được ngon mùi đá quạt đã đăng luôn này nhỉ và bà ta còn đây như chia cả chung ngon bò xà bò miên hai cô chia cả chung ngon bò một bò chia bò than còn bồi bẹt tiếng mùi cú tay rô của lại nam mùi tinh đây lại nam mùi bởi thật tinh đây thay bị ổn miên tí lấy lúc đây rốt cái nam mùi và đàn bây giờ xung mùi xung nhau nặng bởi thay dù mình đang thả ta đọc sài nâng dàng bởi dây bởi ta mới đâm lúc ngào mình chuồn bà con bồi bạc lòng mọc quạt thọp lực lại thả phùm tư bởi rô chì cái lại cô đá ư đàn miên cả ai cái phía bì rốt bạc khách con cá bởi mô xung mẹn và nó chạy xung mẹn bởi thay đôi xa bởi chì to tan khăng phí, to vạc khăng phí chẳng quát xong cả phá hỏi quát nâng ngờ rô vì thị xác đọt sài tăng phá lợi chấp bạc từ lưu chìa bà rọt và thà mình ách ơi cơ rộng bồi bài thường mũ bù bình thật đòi xùm ra màn đi và ta quát mình bàn cực tí thật bưu đà xùm ra quát dông tử chạc nơi ai cơ rộng nơi ai phông tù bà rô nâng ta bác bó đò bông bông chìa bà rọt đi ba mình bác bó bông bông chìa bà rọt quát mình tổ vá đọt thân nặng đọt còn bà xa bác bó nó ngay là hô đó quát thà hô đó chồng mông hô bài và hồi được ông tam nè quát thà cái lông mô khăn à nhà thâu cái đắng cục phây ấy xùm bèm bình nó chả thân ám bác xói ấy và hồi ní cứ chìa bánh hà đà chìa bó quát tô ba cái lông mô chẳng dương khởi lên mô bình tà lông bình lưu chùm nát ca rồi bọt thân ạ rồi bọt ba khát còn toàn miên chấm đặt ca ná đó là chạy tông nâng xa miên năng tế và chẳng bà sân chiên nơi tai bởi chít rồi cô mình khách khom rắc đồng nọt sài tiết chẳng cần tay vì bầu hơi và bà ả lời nâng lên chạy hỏi cái nhà đại trình ná bà kết tới cái thà bà biết thà vì bầu hơi trong bồi bạc xa miên rùn tập hôm ná cô không miên chìa bà rọt ná tập tù lại và chẳng miên là miên là xa miên nâng tục nơi cửa đá cửa đông thêm đâu nọc xuân này dây cặp lại nha bông bông cặp lại nhé. Ao nhận na đại trăng tự tua sầm ram nu bông ôn mình tha, để nơi còn bồi bạc nó phum na khay na sọc na tê admin nư tiệm nhận na trăng tự tua sầm ram tê đôi chân này hai bàn tha bông ôn và chia parrot cả đôi chia nhà thô phum không chặt cua, tại mơ nâng ca khóc trời xanh xanh cả tôn tây nâng vàng hạt xanh xanh hai bà sân chia an hình nhát ai quát vô mía vô lôi ai tự chắc nông phông quát cho xong phải đẹp ra bà tự chắc nông phông quát và hai chị quát sợ bài thì rơi bật tay bà sân chia vô xâm ram tự chắc nông phông quát chẳng và hai chị admin đàn nà mặt nẹ ta sợ bài thì rơi như thế chả bà trời ạ cô nào lỡ đôi xa tay phư vì lìa dương nọ đo cầm nọt thời xâm mạng mình thích bông phong cầm ạ xâm xâm ra sport mình thích bà như nông mê riêng trong sự cung chả tiết đã bông phong phong phá trong đẳng bà.